Phó giám đốc cơ quan tình báo quân đội Ukraine Vadim Skibitsky cho biết, cuộc phản công mùa xuân sắp tới của Ukraine sẽ nhằm mục đích xuyên thủng mặt trận của Nga ở miền Nam giữa Crimea và lục địa Nga. Phát biểu với truyền thông Đức, ông Skibitsky cho biết, ông nghĩ Ukraine sẽ sẵn sàng cho cuộc phản công vào mùa xuân. Ông nói thời điểm chính xác mà cuộc phản công bắt đầu sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí từ phương Tây. Ông không loại trừ việc tấn công các kho vũ khí của Nga, đặc biệt là ở Belgorod, nói rằng các cuộc tấn công của Nga và Ukraine thường bắt nguồn từ khu vực Belgorod. Theo ông Skibitsky, mục tiêu cuối cùng của cuộc phản công được công bố là giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014. Ông nhấn mạnh, chúng tôi sẽ chỉ dừng lại khi chúng tôi khôi phục được đường biên giới năm 1991. Ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gần đây tuyên bố hoạt động quân sự tiềm năng của Nga sẽ liên quan trực tiếp đến viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine. Phát ngôn của Bộ trưởng Shoigu dường như nhắc đến tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin trước Quốc hội Nga vào tuần trước. Tại đó, ông Putin nói, vũ khí phương Tây đến Ukraine có tầm tấn công càng xa, Nga bắt buộc phải để mối đe dọa ra xa biên giới của mình hơn nữa. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.